Video marketing dành cho tổng công ty điện lực EVN được Niceline thiết kế 100% bằng PowerPoint. Và tự hào hơn nữa khi video này được trình chiếu liên tục trên màn hình LED của trụ sở EVN Hà Nội tại phố Lý Thái Tổ. Với lợi thế giao diện thân thuộc với đa số người dùng tại Việt Nam, kết hợp với yêu cầu cấu hình trung bình, không cần quá mạnh như các phần mềm kỹ xảo khác, PowerPoint thực sự là lựa chọn lý tưởng nhất, hay nói cách khác là một phần mềm quốc dân để chúng ta có thể tự tay thiết kế những video kể chuyện minh họa thật lôi cuốn và đủ gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Hơn thế nữa, với giáo án đào tạo thiết kế PowerPoint chuyên sâu cùng bộ công cụ ưu việt mạnh mẽ của Niceline, mọi người hoàn toàn có thể tạo nên nguồn thu nhập từ chính những video hay slide PowerPoint mà chúng ta thiết kế cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Hiện tại, Niceline đã mở đăng ký lớp học PowerPoint hình thức offline đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo thông tin chi tiết tại niceline.vn/Hà Nội. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học offline, mọi người có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceline.com để khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.